Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận chung kết giải cờ tướng Olympic Boy diễn ra ngày hôm nay 27 tháng 7 2022 giữa Lục Bạch Thành Kiếm Triệu Âm Hâm và Bạch Miêu Tôn Dũng Chinh. Trận này thì Tôn Dũng Chinh cầm đỏ đi tiên, còn Triệu Âm Hâm cầm đen thống hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thưởng thức.
Jin. Chơi đến đây thì hai bên đồng ý hòa cờ, mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Tôn Dũng Chinh cầm đen đấu hậu, Trì Âm Hâm cầm đỏ đi tiền, mà bạn thưởng thức. Xong chuyên.
Xin chào 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 Trên đây thì Thông Dũng Chinh không còn đường chiếu liên hoàn, không có đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua và chịu âm thầm lỗi vô địch giải năm nay. Video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.